xin kính chào quý vị và các bạn thưa quý vị do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh nên đêm qua đến sáng nay mưa rông cũng đã tăng nhiều tại các tỉnh trung bộ tập trung các tỉnh từ hà tĩnh trở vào cho tới bình định trong đó thì nhiều nơi có mưa vừa đến mưa to lượng mưa tính đến 7 giờ sáng nay phổ biến trong khoảng 30 đến 60 mm cá biệt ở quảng ngãi có lượng đạt 97 mm dự báo trong ngày và đêm nay mưa rào vẫn xuất hiện tại đây tuy nhiên từ trưa chiều mai mưa giảm dần và đến hai ngày cuối tuần thì thời tiết toàn vùng sẽ ổn định trở lại cùng nền nhiệt tăng dần. Cao nhất dao động trong khoảng 27 đến 30 độ ở phía Bắc và từ 29 đến 32 độ ở phía Nam đảo Hải Vân. Ở phía Nam khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh nên mưa cũng lan rộng trên khu vực trong ngày hôm qua và kéo dài đến hết ngày hôm nay. Tuy nhiên thì từ trưa chiều mai đến hai ngày cuối tuần, mưa rông có xu hướng giảm và thu hẹp về diện chỉ còn tập trung tại các tỉnh thành Nam Bộ vào lúc chiều tối là chính. Còn đối với các tỉnh thành thuộc vùng cao nguyên thì mưa sẽ giảm dần. Một điều đáng lưu ý là mực nước vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn, Đồng Nai đang lên nhanh theo kỳ chiều cường đầu tháng 9 âm lịch và ở mức cao. Mực nước đỉnh chiều tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn, Đồng Nai còn tiếp tục lên trong những ngày tới và có thể đạt mức cao nhất vào các ngày 20-21 tháng 10 ở mức sau tại trạm Phú An và Nhà Bè lên mức là 1,65 đến 1,7 m trên báo động 3 từ 0,15 đến 0,2 m Tại trạm Thủ Dầu 1 lên mức cao hơn báo động 3 từ 0,28 đến 0,33 m Thời gian xuất hiện đỉnh chiều hàng ngày là từ 5 đến 7 giờ và từ 17 đến 19 giờ, khả năng sẽ gây ngập lụt tại một số khu vực vùng trũng thấp tại Nam Bộ, đặc biệt là tại thành phố Hồ Chí Minh. Bà con cần phải chủ động các kế hoạch phòng chống ngập. Trở ra Bắc Bộ, trong hai ngày tới thì khối không khí lạnh suy yếu, nên hầu như khắp các tỉnh vùng núi, Trung Du và Đồng Bằng đều sẽ ít mưa. Trưa chiều trời khô giáo, có nắng và nền nhiệt tăng lên, dao động trong khoảng từ 27 đến 29 độ. Nhìn chung thời tiết tại các tỉnh thành Bắc Bộ không có nhiều xáo trộn đặc biệt và ít gây trở ngại đến hoạt động dân sinh. Trên biển, vùng áp thấp sẽ chủ yếu di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng từ 5 đến 10 km và có khả năng mạnh lên theo thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp sau có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía đông khu vực sữa biển Đông, bao gồm vùng biển đông bắc quần đảo Trường Sa, sẽ có gió mạnh lên cấp 5, sau tăng lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 3 cho đến 4 mét biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông mạnh, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, trong cơn rông có khả năng giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 cho đến 3 m biển động. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết trong 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, từ ngày 20 đến ngày 22, đêm và sáng nhiều mây, phổ biến ít mưa, chưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng từ 26 đến 29 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, 3 ngày tới, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, chưa chiều hứng nắng, gió đông đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất ngày không vượt quá 29 độ. Khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa cho tới Thừa Thiên Huế, ngày 20 đêm và sáng nhiều mây, có mưa rải rác ở phần phía nam của khu vực. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 26 đến 29 độ. Ngày 21-22 thì mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ tăng lên mức là từ 27 đến 30 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày 20 nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rông rải rác, đề phòng gió giật mạnh trong cơn rông. Ngày 21, ngày 22, mây thay đổi, có mưa rào vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất không vượt quá 32 độ. Trở vào Tây Nguyên, trong ngày 20, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Mưa tập trung vào chiều tối ở phía nam khu vực. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, đề phòng có gió giật mạnh trong cơn rông. Nhiệt độ cao nhất ngày không vượt quá 31 độ. Khu vực Nam Bộ, từ ngày 20 đến ngày 22, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác đề phòng có gió giật mạnh trong cơn rông. Nhiệt độ trưa chiều dao động trong khoảng 29 đến 33 độ. Trở ra với thủ đô Hà Nội, 3 ngày tới đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hứng nắng, gió đông đến đông bắc cấp 2 cấp 3. Đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất ngày không vượt quá 29 độ. Trên biển, quần đảo Hoàng Sa thịnh hành gió đông bắc với cường độ cấp 4 đến cấp 5 trong 3 ngày tới. Mưa chỉ xảy ra vài nơi ngày nắng, thuận lợi cho mọi hoạt động của tàu thuyền. Khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, trong đêm nay và ngày mai cần phải đề phòng có tố lốc, gió giật mạnh trên cấp 7 trong cơn rông. Và tin thời tiết trên nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!